vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Giới tử vi cho biết sự thật cuộc đời. Đinh Tỵ, sinh năm 1977, một thời vất vả bôn ba, từ 48 tới 70 tuổi, phát tài trúng lớn, tiền về như diều gặp gió, phất lên giàu có hết phần thiên hạ. Thưa quý vị, đối với một người, mọi thành tựu lớn trong đời đều do bản thân tạo nên. Nhờ trí tuệ, cách sống, sống những năm tháng ở trên đời, chắc hẳn ai cũng đều được rèn luyện, trở thành một người thuần thục kỹ năng, đối nhân xử thế, sự mạnh mẽ, gan dạ, đối diện với những sóng gió cuộc đời. Nhưng vẫn còn đó những gánh nặng lo toan, nhất là chuyện làm sao cho con cái đủ đầy bình an, sống một cuộc đời không vất vả, bon chen và khổ cực như cha mẹ chúng nữa. Vì vậy, nhiều người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, vẫn phải xông pha nỗ lực với đời để trang trải cho cuộc sống. Vậy bản mệnh muốn biết cuộc đời từ 48 tuổi về sau tới 70 tuổi sẽ đi về đâu thì xin mời quý vị cùng theo dõi lá số tử sau đây. Đầu tiên, tử vi xin được gửi tới quý vị cùng các bạn bố cục của quẻ luận ngày hôm nay. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Hai. Vận mệnh người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 48 tuổi tới năm 70 tuổi, trên từng phương diện, sự nghiệp tài lộc, tình duyên gia đạo, sức khỏe. 3. Tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết dưới đây. 1. Đặc điểm tính cách vận mệnh tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Năm 1977 âm lịch, bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 đến mùng 6 tháng 2 năm 1978, dựa theo lịch vạn niên, năm 1977 là năm Đinh Tỵ. Sau đó, những người sinh năm này sẽ là tuổi rắn. Đây là loài vật đại diện cho sự khôn khéo, mềm dẻo và cực kỳ tinh danh. Tuổi Đinh Tỵ có thiên can là đinh thuộc hành hỏa, địa chi là tỵ thuộc hành hỏa. Hỏa gặp hỏa sẽ tương hợp, do đó những người có tuổi Đinh Tỵ, cuộc sống thường yên bình, ít gặp phải sóng gió. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng thích những thứ hoàn hảo hoa mỹ, có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Người tuổi Đinh Tỵ thường có vẻ ngoài ưa nhìn. Phụ nữ Đinh Tỵ xinh đẹp, gợi cảm. Các chàng trai thì nho nhã, lịch sự, hấp dẫn và khá lãng mạn. Với những điều trên, rất dễ khiến người khác bị hấp hồn và làm theo ý họ một cách vô thức. Đinh Tỵ thường rất đa nghi, có lối sống kín đáo và có thể khá thù dai. Đinh Tỵ dễ bị căng thẳng, hay nói theo cách khác là có thần kinh khá nhạy cảm. Tuy rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng họ sẽ một lòng thật sự tín nhiệm phó thác vào người đó. Điều này khiến Đinh Tỵ rất hay cảm thấy bị tổn thương khi xảy ra mâu thuẫn với người thân. Đinh Tỵ là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng thời thế để ứng biến với thời cuộc. Tuổi Tỵ là bộ lột xác, nên Đinh Tỵ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Thống kê cho biết, rất nhiều Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ thuộc hỏa, mà nạp mờ của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Đinh Tỵ rất chăm chỉ làm ăn,
cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Người sinh năm Đinh Tỵ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo hua mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế. Trước hung vận, Đinh Tỵ rất dễ lung lay, họ rất ghét những chuyện ồn ào, náo loạn hay xô bồ, luôn cố gắng giữ bản ngã của riêng mình. Đinh Tỵ có vận tốt, cân lượng khá nặng, nên không sợ phải nói kém. Người xưa quan niệm, trai Tinh Nhâm Quý thì tài, gái Đinh Nhâm Quý thì hai lần đò. Người Đinh Tỵ nói năng rất nho nhã, lễ độ lịch sự và khôn khéo. Cả nam và nữ Đinh Tỵ khi yêu tuy rằng có rất nhiều cảm xúc nhưng lại không phải là một người chung thủy. Họ rất dễ có những mối quan tâm ngoài luồng. Ngoài ra, Đinh Tỵ còn có tính chiếm hữu cao. Họ đòi hỏi một tình yêu tuyệt mỹ, dẫn đến nhiều hệ lụy trong hôn nhân. Đinh Tỵ sinh năm 1977, luôn là người đưa ra quyết định trong mối quan hệ song phương, tức là khi bạn chơi với Đinh Tỵ, bạn nên dành cho họ một khoảng thời gian để họ quyết định và đưa ra ý kiến. Họ rất thích làm chủ, nên khi bị ép buộc phải làm theo một kế hoạch nào đó mà không có sự quyết định của họ, thì họ sẽ rất khó chịu. Nhưng những tính này rất có lợi khi áp dụng vào công việc kinh doanh. Đinh Tỵ rất khôn khéo và họ luôn là người giữ thế chủ động trong các cuộc thương thảo. Họ rất có tài trong việc thuyết phục thương lượng với người khác, có thể trở thành nhà ngoại giao xuất sắc. Vận trình vận mệnh của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch như sau. Sinh tháng Giêng, đây là lúc tân xuân dương khí tràn đầy, mọi việc thuận lợi, song cũng khó tránh khỏi những lúc phiền phức. Nếu kiên trì, quyết tâm, sẽ có thể vượt qua. Nên nhớ, thành công không thể đến trong ngày 1, ngày 2 được. Sinh tháng 2, đây là tiết kinh trập, đang ngủ giật mình. U mê mê không biết phương hướng. Làm gì cũng khó khăn, tâm phiền não muộn. Làm việc lớn rất khó thành cả đời an phận. Cuộc sống bình yên khá giả. Sinh tháng 3, đây là tiết thanh minh. Thông minh nhanh nhẹn làm nên nghiệp lớn tinh thần sảng khoái, phúc lộc không ai bằng, vừa có tâm, vừa có tài, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Sinh tháng 4, đây là tiết lập hạ, uy danh chấn bốn phương, hiệp nghĩa tâm trường, mọi người ngưỡng vọng, nhận thức của trời, kỹ nghệ tinh thông, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, có phúc phận lớn. Sinh tháng 5, đây là tiết mang trùng, gia đình hưng thịnh, cuộc sống bình an, phúc lộc vĩnh cửu, thông minh tốt bụng, tài giỏi, được mọi người yêu quý, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Sinh tháng 6, đây là tiết tiểu thử, vạn sự như ý, có phúc trời, ban phu thê tương vinh, ý chí kiên định, thật thà trung hậu, đức cao vọng trọng, danh lợi giai tự, có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, gia đình hòa thuận, hạnh phúc trong ấm ngoài êm. Sinh tháng 7, đây là tiết lập xuân, mọi sự như ý, trí dũng song toàn, thông minh hơn người, tính cách ôn hòa, cao thượng, tay trắng làm nên sự nghiệp, được người khác ngưỡng mộ. Sinh tháng 8, đây là tiết bạch lộ, người trung hậu, có tiếng hòa thuận với hàng xóm láng giềng. Kính trên nhường dưới, anh em thuận hòa, hạnh phúc tự nhiên đến. Tuy nhiên, không nên quá tin tưởng người khác kẻo bị lợi dụng, lừa gạt. Sinh tháng 9, đây là tiết phản lộ. Người này sống theo quan điểm dĩ hòa vi quý, cuộc sống thăng trầm, bất định, lúc lên, lúc xuống, tính tình cởi mở, thân thiện tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Sinh tháng 10, đây là tiết lập đông, phu thê hiển vinh, sống có ý chí hay giúp đỡ người nên lúc khốn khó lại được người giúp. Trong cuộc đời cần đề phòng về vấn đề sức khỏe, dễ mắc những bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp. Sinh tháng 11, đây là tiết đại tuyết, tứ phương tám hướng đều một màu tuyết trắng ảm đạm, không có lối thoát. Cuộc sống của người này không được suôn sẻ, không nên vội vàng nóng nảy trong công việc, nếu không sẽ gặp phải thất bại lớn. Sinh tháng 12, đây là tiết tiểu hàn, luôn luôn lạnh lẽo, hoa tuyết khắp nơi, phải chịu khó tu thân tích đức thì mới tránh được khổ sở, phiền não,
cuộc sống không ổn định, lúc tiền bạc dư thừa, lúc khó khăn thiếu thốn, cần phải học cách tiết kiệm tiền bạc, chi tiêu có kế hoạch hợp lý. Tóm lại, những người tuổi Tỵ gặp những tháng giêng 3, 4, 5, 6.7, 8 gặp nhiều may mắn đặc biệt hơn các tháng còn lại. Thông minh, tài trí hơn người, dễ dàng đạt được thành công. Tháng 9 và tháng 10 là những người sống có trí, luôn được người khác giúp đỡ. Tuy nhiên, vận số người tuổi Tỵ sinh vào những tháng 2, 11, 12 sẽ không thuận lợi, vất vả khó khăn. Vì vậy, những tháng sinh này cần phải cố gắng nỗ lực hơn người để cải vận số. Quý vị khán giả đang xem video với nội dung Giới tử vi cho biết sự thật cuộc đời. Đinh Tỵ, sinh năm 1977, một thời vất vả bôn ba, từ 48 tới 70 tuổi, phát tài trúng lớn, tiền về như diều gặp gió, phất lên giàu có hết phần thiên hạ. Tiếp theo là xem bói ngày sinh. Ngày mùng 1, ngày sinh đại cát của người tuổi Tỵ cho hay, người sinh ngày mùng 1 có cuộc đời khá tốt, số phận người này phần đa suôn sẻ, luôn gặp chuyện vui, có nhiều may mắn. Ngày mùng 10, tuổi Tỵ sinh ngày mùng 10 có điềm lành, tư chất thông minh, có quyền uy, làm ăn rộng rãi, giàu sang, phú quý. Ngày 17, người này mệnh mang quan tinh, nổi bật hơn người, sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, có thể làm rạng danh tổ tông, hiển hách ra môn, người này mưu sự thành công, quyền chức vang danh, có số đứng trên nhiều. Người ngày 18, số người tuổi Tỵ sinh ngày 18 là số có gia vận thịnh vượng, tài lợi dồi dào, con cháu hiếu thuận, cuộc sống vui vẻ, an lành, một đời an yên tốt lành, không nhiều trắc trở, không cần phải nghĩ ngợi hay buồn phiền. Ngày 20, người này kinh doanh phát đạt, tài lộc hanh thông, có nhiều danh lợi, nổi tiếng gần xa. Ngày 23, tuổi Tỵ sinh ngày 23 là người thông minh và học thức, can đảm. Cuộc sống của người này thuận buồm xuôi gió, gia đình thành đạt. Ngày 25, người tuổi Tỵ sinh ngày 25 âm lịch, thông minh, đảm đang, có máu anh hùng, nữ mệnh là người vượng phu, ích tử. Ngày 30, sự nghiệp của người này thành công, phát triển mạnh mẽ, tài lộc sung túc, không lo cơm ăn, áo mặc. 2. Vận mệnh người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 48 tuổi tới năm 70 tuổi. Bước sang năm 2024, mệnh chủ Đinh Tỵ đã ở tuổi 48. Đối với vị thổ, năm 2024 có thể mang tính những cơ hội thú vị để phát triển cá nhân và sự nghiệp của bạn. Con giáp này được khuyên nên tập trung hơn vào thế mạnh của mình và sử dụng những thế mạnh sẵn có để thăng tiến trong sự nghiệp. Về mặt tài chính, bạn có thể đạt được sự tăng trưởng và thành công nhất định, nhưng điều quan trọng là phải quản lý tài chính cẩn thận và tránh gặp phải những rủi ro không cần thiết do sự nóng vội của bản thân. Về các mối quan hệ tuổi Tỵ mệnh thổ, nên tập trung vào việc giao tiếp và xây dựng mối liên hệ bền chặt với những người xung quanh. Người tuổi này có vận khí khá lý tưởng trong năm Giáp Thìn 2024. Danh tiếng và uy tín trong sự nghiệp được nâng cao, kinh nghiệm làm việc phong phú hơn và có năng lực đảm nhận mọi nhiệm vụ quan trọng. Dù đôi khi vẫn có thách thức, nhưng từng ấy năm lăn lộn ngoài xã hội đã trang bị cho bạn bản lĩnh vững vàng để vượt qua mọi khó khăn. Năm nay, bạn nên lưu ý khi có người hỏi vay tiền, dù là bạn bè hay người thân, cũng cần đánh giá chi tiết. Nếu đối phương không đưa ra lý do cụ thể và hợp lý, thì bạn nên khéo léo từ chối. Bằng không, sau khi mượn được tiền đối phương, có thể sẽ bỏ trốn, khả năng thu hồi nợ là rất thấp. Về sức khỏe, con giáp này nên tăng cường rèn luyện thể chất vì thể lực của bạn có dấu hiệu sa sút và dễ bị bệnh tật tấn công. Virus xâm nhập dẫn tới nhiễm trùng, cuối cùng sẽ gây ra một số biến chứng nguy hiểm. Những người làm công việc phải ngồi lâu một chỗ nên ra ngoài để rèn luyện xương cốt. Khi có thời gian rảnh rỗi, có thể lựa chọn leo núi, chạy bộ hoặc bơi lội. Điều này sẽ có lợi hơn cho việc duy trì sức sống,
đồng thời cải thiện thể lực, vóc dáng của bạn. Khi bước sang tuổi 49, đúng vào năm tuổi 2025, mệnh chủ sinh năm 1977, cần phải hết sức cẩn trọng bởi rất có thể công việc làm ăn không gặp thời, dễ bị trì trệ, thua lỗ, mưu sự khó thành, bất lợi trong giao tiếp hay cạnh tranh trong công việc dễ bị hao tổn. Nhưng đừng vì thế mà quá bi quan, bởi dù đang lâm vào nghịch cảnh cũng có cơ hội vươn lên. Tình trạng này không phải nhờ vào tài trí, khả năng mà đạt được, chính nhờ ở thiện nghiệp đã từng tạo mà thành công. Nếu biết hoàn cảnh đang khó khăn, đừng vung tay quá tráng, sự nghiệp không đến nỗi suy hao. Nếu quý bạn đang làm việc ở công sở, hãng, xưởng, mệnh lại càng nguy hiểm hơn, nếu được lên quyền chức sẽ bị nguy hại về sau. Công việc làm ăn tuy gặp nhiều lo lắng, rối rắm, nhưng vẫn có phần hưng vượng. Gia đình tình cảm cũng có chiều hướng đi lên. Nếu đã có gia đình, vợ chồng có cơ hội tân tạo, tân trang lại nhà cửa tốt đẹp hơn và cũng có thể thêm cháu trong gia đình. Bản thân cũng có lợi về tình cảm, vợ chồng có nhiều gắn bó hạnh phúc hơn xưa, quan hệ bằng hữu đối với người khác phái, cần rõ ràng, minh bạch để khỏi phải dị nghị, rèm pha, gây bất ổn cho gia đình. Đối với quý bạn độc thân, năm nay khó tránh khỏi bị lưới tình vây kín, khiến tâm tư thêm vướng bận, suy nghĩ mông lung. Đồng thời, đây cũng là năm dễ bị mang tai tiếng, thị phi cần chừng mực giữ gìn trong giao tiếp. Nếu đã có ý chung nhân, muốn tiến đến hôn nhân vẫn có thể thực hiện. Dù chưa thuận lợi nhưng không có gì phải kiêng kỵ vì không gặp hôn niên. Đặc biệt, mệnh chủ cũng chú ý đến sức khỏe bản thân hơn nữa, tinh thần vướng bận nhiều việc phải lo lắng giải quyết, cuộc sống có phần rối rắm, khó tránh khỏi ốm đau, lo lắng, đưa tới duy thái nhiều mặt về sự nghiệp cho tới sức khỏe tinh thần. May nhờ có quý nhân sẽ giảm đi phần lớn những việc chẳng lành. Giai đoạn từ năm 50 tới 60 tuổi của mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, mệnh chủ Đinh Tỵ cũng phải trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng khi bước vào giai đoạn trung niên thì lại được hưởng cuộc sống an yên, đủ đầy. Cuộc sống có nhiều lúc vô cùng sôi động, hấp dẫn và diễn tiến bình bình. Có thể thấy quý ông tuổi Đinh Tỵ tuy phải trải qua nhiều sự khó khăn, vấp ngã khi còn trẻ, song quanh 50 tuổi sẽ có nhiều sự khởi sắc vững vàng trong làm ăn, cũng như trong đời sống đều ở mức bình hòa, tài lộc hanh thông, công việc vạn sự như ý. Vợ chồng kề vai sát cánh trong làm ăn, ra đạo an khang, thịnh vượng và sung túc, có của ăn của để, đường tài lộc dồi dào, đường con cái đủ đầy, đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Giai đoạn từ năm 61 đến 70 tuổi của mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, vận khí của người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, tuy không cát lợi nhưng cũng không quá xấu. Có những người làm kinh doanh nhìn chung sẽ có nhiều sự tăng tiến, chi tiêu có phần rủng rỉnh hơn, chất lượng cuộc sống của gia đình ngày càng đủ đầy. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đề phòng ảnh hưởng của hung tinh, kẻo tiền kiếm được nhưng có thể bị lừa gạt, lợi dụng dẫn tới mất trắng. Đồ đạc nên giữ cẩn thận, tránh để hớ hên, tạo điều kiện cho kẻ xấu trộm cắp. Ngoài ra, ở giai đoạn độ tuổi này, hầu hết mọi người đã có thể an tâm hưởng tuổi già, quây quần bên con cháu mà không phải suy nghĩ quá nhiều về tài chính hay gia đạo. Trong thời điểm hậu phận về già, ra đạo an yên, con giáp này cũng có được con cháu quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên, cô thần hung tinh tác động, khiến cho bản mệnh khó tránh những thời điểm cảm thấy cô đơn, buồn tủi vì không có người trò chuyện. Lúc này con cháu nên quan tâm, san sẻ để cải thiện tình hình. Những trường hợp không còn bạn đời, có thể thường xuyên trò chuyện, gặp gỡ bạn bè, đồng niên để tâm sự, chia sẻ, tinh thần sẽ sớm phấn chấn trở lại. Bạn cũng nên tránh làm việc quá sức, có vấn đề gì nên nhờ con cháu. 3. Tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Đinh Tỵ. Sinh năm 1977, những người sinh năm 1977, hợp con số nào? Với nam mệnh, hợp số 2, 5, 8, 9. Với nữ mệnh, hợp số 7, 1, 6.
Ý nghĩa của các con số theo phong thủy. Số 1 là con số của các vị thần, là con trai của cõ trời. Số 1 tượng trưng cho đỉnh cao tối thượng là sự độc nhất vô nhị. Số 2 là một cặp, một đôi, tượng trưng cho sự cân bằng âm dương. Số 5 tượng trưng cho danh dự, quyền lực và sự trường thọ bất diệt. Số 5 là con số tuyệt vời dùng trong việc bài trí phong thủy. Số 6 là số gấp đôi của số 3, mang điềm lành thuận lợi. 3 cộng 6 là 9, cùng nhau tạo thành một nhóm 3 con số may mắn. Số 7, tượng trưng cho sức mạnh có khả năng đẩy lùi ma quỷ. Theo phong thủy, nếu bài trí 7 món đồ vật thì sẽ được ban cho một sức mạnh huyền bí bất khả xâm phạm. Số 8, 8, điều bất tử ở trong đạo lão và bát chánh trong Phật giáo có thể ngăn chặn được những ảnh hưởng xấu trước khi chúng xâm nhập vào nhà. Số 9 là con số hạnh phúc, an lành, thuận lợi. Theo tiếng Hán Việt, số 9 đồng âm với từ trường thọ và may mắn. Những người tuổi Đinh Tỵ hợp với hướng nào? Với nam mệnh Đinh Tỵ, hướng hợp gồm có Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam. Hướng không hợp gồm có Bắc, Đông, Nam, Đông Nam. Với nữ mệnh Đinh Tỵ, hướng hợp gồm có Đông Nam, Nam, Đông, Bắc. Hướng không hợp gồm có Tây Nam, Đông Bắc, Tây, Tây Bắc. Những người tuổi Đinh Tỵ hợp với những tuổi gì? Với nam mệnh Đinh Tỵ, trong làm ăn hợp Canh Thân, Nhâm Tuất, Bính Thìn. Tuổi Kỵ gồm có Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần, Nhâm Tý. Với nữ mệnh Đinh Tỵ trong làm ăn hợp Nhâm Tuất, Canh Thân, Bính Thìn. Tuổi Kỵ gồm có Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần và Nhâm Tý. Phật bản mệnh của tuổi Đinh Tỵ. Sinh năm 1977, Phổ Hiền Bồ Tát là thị giả bên cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hay được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Dân gian thường miêu tả Ngài là cưỡi voi trắng sáu ngà, biểu tượng cho sự trí tuệ, vượt được mọi chướng ngại. Bên cạnh đó, Ngài còn có sự hành nguyện, công đức và tình thương vô cùng bao la. Người tuổi Tỵ khi có Ngọc Phổ Hiền Bồ Tát bên người và thành tâm hướng Phật, sẽ được Ngài giúp cho công việc được thuận lợi. Vấn đề tài lộc nhiều may mắn, có thể tránh xa những kẻ tiểu nhân hãm hại, cuộc đời luôn an yên. Quý vị thân mến, đối với những người hiện đại ngày nay, họ thường có tâm tư và suy nghĩ quá phức tạp, ham muốn quá nhiều. Chính vì thế cuộc sống lại càng có thêm nhiều khó khăn và đau khổ. Cuộc sống muốn được an ổn cần phải duy trì được sự bình yên ở trong nội tâm, đặc biệt cần phải duy trì được sáu trí tuệ lớn của đời người. Vậy sáu trí tuệ này là những điều gì? Thứ nhất, thuận theo tự nhiên, người giỏi làm việc sẽ không chủ trương dùng vũ lực. Người giỏi đánh trận không dễ để đối thủ khích bác. Người giỏi giang sẽ không đánh trực diện quân địch. Người giỏi dùng người sẽ tỏ ra khiêm tốn, tức là không tranh giành cũng là sức mạnh của dùng người, biết hòa hợp với tự nhiên cũng là chuẩn tắc trong cái đức của người xưa. Vũ lực, kích động, chiến thắng, đấu tranh đều là những trạng thái quá cấp tiến và là những thường thái con người cho rằng mình nên có. Con người có xu hướng cho rằng thế giới này có thể do bản thân mình thống trị và kiểm soát. Thế nhưng, quan niệm này thường đi ngược lại với lẽ thường. Một người thuận theo tự nhiên sẽ khác. Họ có thể tránh được tai họa và là những người khôn ngoan thực sự. Hai, thứ hai, đó là sự tử tế. Trong Đạo Đức Kinh, có viết rằng thiên đạo phô thân, thưởng dư thiện nhân. Ông trời luôn rất công bằng, ưu ái cho những điều lương thiện. Những người tử tế sẽ nhận được phúc báo mà họ đáng được nhận. Ông trời từ trước cho đến nay đều không hề thiên vị ai, nhưng cũng sẽ không đối xử tệ bạc với người tử tế. Cổ nhân nói rằng, phúc biển tới từ tâm địa, mọi thiện tâm đều sẽ thu về thiện quả. Kẻ ban phát phúc lành sẽ nhận được phúc khí. Đáng chú ý, phúc khí lớn nhất của một người chính là nằm trong trái tim lương thiện. 3. Thứ ba, suy nghĩ thoáng. Trong Đạo Đức Kinh có viết rằng, phiêu phong bất trung chiều, sợ vũ bất trung nhật. Câu này ý muốn nói rằng,
dù gió to đến mấy cũng không thể nào thổi hết cả buổi sáng, mưa bão cũng không thể rơi liên tục cả ngày. Cuộc đời con người mưa gió là chuyện thường tình. Chỉ khi suy nghĩ thoáng ra một chút, bạn mới có thể biến khó khăn thành tài sản và sức mạnh. Khi còn nhỏ, chúng ta cho rằng hạnh phúc là một thứ gì đó vô cùng xa vời. Thế nhưng, khi trưởng thành, chúng ta cho rằng hạnh phúc là một mục tiêu phải hoàn thành mới hạnh phúc. Còn hiện tại chúng ta đã hiểu ra được, hạnh phúc chỉ là một kiểu nhận thức, nghĩ thông rồi tự nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc. Người ta thường nói rằng, cảnh do tâm truyền, tướng do tâm sinh, dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng đều có hai mặt của nó, có mặt tốt và cũng có mặt xấu. Chúng ta không thể thay đổi bản chất của sự việc, nhưng lại có thể lựa chọn góc nhìn nhận sự việc. Tâm thái tốt thì vạn sự như ý, tâm thái thoáng, vạn sự dễ bình an. Bốn thứ tư, đại trí nhược xuẩn, tức là giả ngốc. Trong Đạo Đức Kinh có câu, đại trực nhược khuếch, đại xảo nhược tuyết, đại biện nhược nhột. Câu này ý muốn nói rằng, người trứng trực sẽ không cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn họ có vẻ như dễ bị khuất phục, nhưng thực tế lại rất cứng cỏi. Người khôn ngoan sẽ không dễ dàng bộc lộ, hoặc khoe khoang bản thân mà nhìn có vẻ khá ngốc nghếch. Người giỏi ăn nói sẽ không khoa trương tài năng của mình, nhìn họ có vẻ khá chậm chạp. Người ngốc không phải là ngu, mà lại chắc chắn hơn người khác. Những người cho mình là thông minh thường đề cao bản thân quá mức. Giữa xã hội ngày nay, chỉ có người giả ngốc mới là người có phúc nhất. Có người nói rằng, thông minh khó, hồ đồ cũng khó, nhưng từ thông minh chuyển sang hồ đồ lại càng khó hơn. Biết giả ngốc và giả vờ hồ đồ đúng lúc mới là người thông minh đích thực. Năm thứ năm, sự đơn giản. Trong Đạo Đức Kinh có viết rằng, kiến tố bảo phát, thiếu tư quả dục, tuyệt học vô ưu, ý muốn nói rằng, giữ cho bản thân bản chất mộc mạc, giảm bớt ham muốn và tạp niệm, từ bỏ những suy nghĩ vô ích và phức tạp thì mới có thể tránh được khổ đau. Tư Mã Quang, một học giả Trung Quốc có từng viết cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, bất tri kỳ ngoại, cảnh hữu hà dục, thời xa xưa, con người chỉ cần ăn no, mặc ấm là đủ hạnh phúc, chỉ cần duy trì được những nhu cầu căn bản nhất trong cuộc sống, họ không nảy sinh bất cứ ham muốn nào khác. Đối với những người hiện đại ngày nay, họ thường có tâm tư và suy nghĩ quá phức tạp, ham muốn quá nhiều. Chính vì thế, cuộc sống lại càng có thêm nhiều khó khăn và đau khổ. Tâm đơn giản sẽ biết thế nào là đủ. Nhưng đơn giản mới biết mình không kiêu căng, là một con người mộc mạc, đơn giản, ăn những món bình dị nhất, sống cuộc đời đơn giản nhất, học cách hóa phức tạp thành đơn giản, giữ được bình yên và điềm tĩnh ở trong tâm. 6. Thứ 6, sự khiêm tốn. Trong Đạo Đức Kinh có viết, bất tự kiến cố minh, bất tự thị cố chương, bất tự phạt cố hữu, bất tự quan cố trường, phu phi bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dư chi tranh. Câu này ý muốn nói rằng, bản thân không cần cố tình thể hiện vẫn có thể phát sáng, không cho mình là nhất, vẫn có thể nổi bật, không kiêu căng mới có được thành tích, không tân bốc bản thân sẽ nhận được sự tôn trọng. Những người sở hữu tính cách khiêm tốn trước giờ không hề tranh giành với ai, thì thế dân cũng không có ai có thể làm hại tới họ. Cây dù mọc thành rừng vẫn có thể bị gió thổi bật dễ, làm người đừng quá kiêu căng, ngạo mạn. Ngày ngày tân bốc và thể hiện bản thân sẽ dễ sức họa vào thân. Chỉ có khiêm tốn con người ta mới có được an toàn. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Giới Tử Vi cho biết sự thật cuộc đời. Đinh Tỵ, sinh năm 1977, một thời vất vả bôn ba, từ 48 tới 70 tuổi, phát tài trúng lớn, tiền về như diều gặp gió, phất lên giàu có hết phần thiên hạ, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.